Ok, xin chào tất cả mọi người đến với video số 4 của 10 cái chìa khóa rất là quan trọng dành cho các thầy cô làm nào để có thể tạo ra cái lớp học siêu cảm hứng. Ok không ạ? Và trong những cái video trước thì tôi đã nói đến cái nhắc đến một vài cái vấn đề ở video số 4 này rồi. Đó chính là cái cơ thể, cái tư thế, cái ngôn ngữ cơ thể nó rất là quan trọng. Và nó ảnh hưởng rất là quan trọng đến cái quá trình học tập, đến với cái sự hào hứng, đến với cái năng lượng và đến với cái sự hứng thú của các bạn học viên. Ok, thì trước khi mà chúng ta bắt đầu cái nguyên lý này thì chúng ta sẽ làm một cái ví dụ đơn giản nhé. Mọi người hãy cùng đứng dậy, tất cả mọi người đứng dậy đi. Ok, mọi người hãy cùng đứng như Tony nhé. Mọi người cúi xuống như thế này, ôm lấy cơ thể của mình nhé, ôm lấy cơ thể của mình, cúi xuống như thế này. Ok, xong mọi người nói cho Tony nhé. Ok, mọi người làm đi. Sao Tony sẽ đứng dậy thì nói, mọi người nghe không rõ Tony. Ok, cúi xuống một chút xíu. Ok, cúi hẳn xuống. Ok, xong mọi người nói là tôi vui quá, nói đi. Tôi cảm thấy rất là tuyệt vời. Cúi xuống. Yeah. Tôi cảm thấy rất là năng lượng. Wow, hôm nay thật là tuyệt vời. Tôi cảm thấy rất là khỏe mạnh. Tôi cảm thấy rất là hào hứng. Vui ơi là vui. Yeah. Ok, bây giờ mọi người hãy quay trở lại vị trí đây. Ok, đứng dậy. Ok, mọi người cùng đứng lên. Giơ tay lên nhỉ. Mọi người giơ thẳng đây nhá. Giơ thẳng lên. Tony đứng ở đây. Tony giơ tay như này để mọi người nhìn cái tay Tony ở phía trên này. Nó là cái trần của video rồi. Ok. Ok, giơ thẳng tay cầm. Ok, mọi người nói nhá. Tôi buồn quá. Buồn ơi là buồn. Hôm nay thật là mệt mỏi. Ôi, uể oải quá. Để mọi người làm theo đi. Hôm nay thật là uể oải và mệt mỏi. Yeah. Mọi người thấy như nào? Khi chúng ta rơi như này, chúng ta nói, chúng ta có cảm thấy mệt không? Không, chúng ta không thể buồn được đúng không ạ? Yeah. Và khi chúng ta làm như thế, chúng ta cảm thấy năng lượng không ạ? Không, đúng không ạ? Thì đó chính là một cái ví dụ rất là cơ bản về cái cơ thể. Nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái năng lượng. Thì đối với các học viên cũng như vậy. Mọi người thấy không? Tại sao mà con không thích đi học? Tại sao mà con chán? Tại sao mà con mệt mỏi? Tại sao mà chính chúng ta ngày xưa cũng như vậy? Chúng ta không thích đi học mà. Ai thích đi chơi, ai thích đá bóng. Tony cũng rất là thích ra khỏi lớp, Tony thích đá bóng, Tony thích chạy nhảy ở ngoài sân trường hơn là nằm bò ra ở trong lớp học, hơn là ngồi nghe những cái lớp học, ngồi nghe những cái tiết học rất là dài. Yeah, chúng ta như vậy mà. Và các con cũng như vậy thôi. Vậy làm thế nào để chúng ta thay đổi cái điều đó? Ở trên lớp học thông thường thì con sẽ làm như thế nào? Nghĩa là con sẽ ngồi, để tay lên bàn, lưng thẳng, có thể ngồi vài bàn, không thẳng, bò ra bàn cũng được. Nhìn trên bảng, cô giáo sẽ nói. Ở dưới sẽ nghe. Viết. Ta trên bảng cô giáo nói, apple, ở dưới nói, apple. Trên bảng cô giáo nói, hello, ở dưới nói, hello. Vẫn là trong cái tư thế như thế này. Yeah. Mọi người thấy sao? Đó là lý do mà chúng ta ngày xưa cũng vậy đúng không? Đó là lý do mà chúng ta chán lớp học, đó là lý do mà con cái chúng ta không có hào hứng với việc học. Đó là lý do mà học trò của chúng ta không có hào hứng với việc học. Để làm thế nào thay đổi cái điều đó. Ok, cái điều đầu tiên ấy, mà mọi người phải chú ý này, cái chi tiết rất là nhỏ trong lớp học, tất cả học viên thôi, là mình nghe lập tức thay đổi cái trạng thái cơ thể của bạn ấy. Mà tôi đã nói ở trong 3 cái video đầu là cái từ khóa thay đổi trạng thái rất là quan trọng. Ví dụ ngay khi ở lớp học thì các con sẽ không bao giờ có chuyện là uể oải vào lớp học để bạn vứt cái quyển vở vào chỗ ngồi xong rồi ngồi đấy. No, ngay lập tức bạn sẽ từng thay đổi trạng thái là stand up, are you ready, attention. Đó là một cái ví dụ về cái trạng thái. Và một cái ví dụ số 2 về trạng thái đó chính là cái tư thế ngồi của các con rất là quan trọng. Bởi vì là học viên trẻ con mà tập thì chúng ta vậy thôi, chúng ta không thể giữ mãi một cái tư thế là thẳng lưng trong một thời gian rất là dài. Chúng ta sẽ lên thi thoảng chúng ta sẽ chồng xuống, thì ở đây sẽ quải, như là cho sẽ mỏi lưng đúng không ạ? Đây thì làm thế nào? Đó chính là chìa khóa tiếp theo này. Vẫn là cái từ mà tôi nhắc đi nhắc lại, chính là liên tục thay đổi trạng thái. Thay đổi trạng thái thì chúng ta liên tục thay đổi trạng thái. Ví dụ ngay lập tức khi mình nhìn thấy một bạn hơi trùng rồi, mình làm thế nào? Mình bảo là Tôm, con ngồi thẳng dậy à? Không, mình không làm như vậy đâu. Mình nói là gì ạ? Lớp chú ý, attention. Hey, yeah, và các bạn ấy ngay lập tức thay đổi trạng thái. Yeah, rất là nhàn. Chúng ta không phải nhắc nhở từng bạn là phải ngồi thẳng người lên. Đôi khi chúng ta cũng dễ nhắc, mà cứ nhắc theo cái phong cách khác. Tôm, con ngồi thẳng người lên. Yeah. Sự rất nghiêm túc đối với trường hợp mình nhắc cá nhân. Và trong giờ mình sẽ attention,
cho cả đội một phát luôn là xong nha. Và cho liên tục thay đổi trạng thái, thay đổi cơ thể của bạn ấy, thay đổi trạng thái ngồi xuống, đứng dậy, thi đấu, I ready attention, cắt ghế, xếp ghế. Nhưng đừng có ngại các bạn ấy mệt không, các bạn ấy không mệt đâu, các bạn rất là hào hứng với những cái việc đấy. Ta những cái việc đấy sẽ giúp các bạn học tốt hơn rất là nhiều. Đó, đây là ví dụ liên quan đến cách control lớp học nha. Còn liên quan đến phương pháp học thì mọi người biết là tất cả các bài học của Tony đều gắn với hành động, đúng không? Tony buys a new car. It's a huge blue fast car. Đúng không? Mọi người thấy là những hành động rất là năng lượng, rất là mạnh mẽ, rất là hào hứng và rất là tràn đầy cảm xúc. Đó. Khi mà chúng ta học tập với cái năng lượng cơ thể như này, với cái cảm xúc tuyệt vời như này, thì chúng ta sẽ thay đổi rất là nhiều cái sự hào hứng các bạn nhỉ? Got it? Yes sir. Đó. You got it? Yes sir. Nghe mọi người thấy không? Ngay lập tức trạng thái của các đội, ngay lập tức cơ thể của các học viên thay đổi. Và như đó thì cái sự hào hứng, cái sự tập trung thay đổi. Thay vì đang ngồi như thế này, are you ready? Yes. Attention. Hey. Đó là mình thay đổi các bạn ngay lập tức. Cái cơ thể nó rất là quan trọng, nó là một cái động lực rất là quan trọng giúp các con học tập tốt hơn, giúp con hào hứng hơn và tạo ra một cái niềm cảm hứng bất tận cho các con khi mà con học tập. Ok, you got it. Yes sir. Ý là mọi người nói là yes sir hiện tại nhé. You got it. Yes sir. Yeah. Mọi người thấy không? Tức là tất nhiên chúng ta thay đổi trạng thái của cơ thể chính chúng ta thì chúng ta cũng xem cái video này với cái cảm hứng tuyệt vời hơn rất là nhiều rồi. Yeah. Cho nên là cái cơ thể, cái trạng thái cơ thể nó rất là quan trọng. Ok. Thank you very much and see you in our next video. Ok.